Martinez ở phút bù giờ thứ 7 giúp đại diện Nam Mỹ bảo toàn chiến thắng giành vé vào tứ kết gặp Hà Lan. Trong trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp của Messi, khởi đầu theo cách khó khăn khi anh liên tục bị phạm lỗi và hiếm khi kết lỗi được với các đồng đội trên hàng công, Australia lâng cao gây áp lực.